bình trong một buổi chiều tháng tư nắng ấm. Một con đường nhựa chạy dọc chính giữa hai bên phía cánh đồng ở một vùng quê yên bình, dẫn đến nơi mà những hình ảnh phía sau của nó có lẽ sẽ khá thú vị khi mà bạn đang quan sát thấy là dáng dấp về một tòa cổng thành uy nghi, hình ảnh mà bạn vẫn thường thấy trong những bộ phim cổ trang ở các triều đại vua chúa xưa. Và hiện tôi đang đứng trước khu di tích quốc gia đặc biệt, đền thờ và lăng mộ các vua Trần, nằm ở phía bắc của tỉnh Thái Bình, thuộc làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Làng Tam Đường dưới triều Trần có tên là Hương Thái Đường, thuộc phủ Long Hưng. Đây chính là nơi phát nghiệp đế vương của nhà Trần cách đây hơn 700 năm, được chính Ninh Tổ Trần Hấp, ông cố nội của vị vua đầu triều nhà Trần là Trần Thái Tông, chọn làm nơi để di dời phần mộ tổ từ Hương Tức Mặc Nam Định sang để an táng, đồng thời đưa cha tức Thủy Tổ Trần Kinh và gia đình sang đất Thái Đường để sinh sống theo chỉ dẫn của một thầy địa lý được chính Trần Hấp cứu mạng. Vì theo thầy địa lý, vị thế của vùng đất này xuất hiện những gò đất nổi có dáng dấp của những ngôi sao, đây chính là đất Phát Vương. Hình ảnh mà các bạn đang quan sát thấy là mặt sau của tòa nghi môn, lối vào khu di tích, với phần mái nghi môn 2 tầng, ngay dưới là khu vực vọng lâu và dưới nữa là ba cửa chính nghi môn hình vòm cung. Một lối lên phía bên trái cạnh cổng phụ nghi môn gồm những bậc tam cấp bằng đá, bề dài khoảng 3 mét. Tôi sẽ cần bước qua 12 bậc tam cấp đầu tiên để dẫn đến điểm dừng thứ nhất trước khi lên tới khu vực vọng lâu. Từ đây các bạn có thể quan sát gần hơn tầng mái của cổng nghi môn phụ với lối uốn cong kiểu mái đình, mái chùa. Còn đây là phần tường bao xung quanh khu vực vọng lâu có bề cao khoảng hơn 1 mét, được chia thành những ô trống bởi những trụ gạch. Tôi đã lên đến phần mặt bằng khu vực vọng lâu, nơi mà từ đây các bạn có thể đưa mắt quan sát ra xa xung quanh. Tôi đang di chuyển ra phía chính giữa khu vực vọng lâu phía trên tòa nghi môn. Như bạn thấy đấy, một lối đi lớn dẫn từ phía sau cổng nghi môn đến cổng đền thờ các vị vua và một số vị hoàng thân trong dòng tộc nhà Trần ở phía xa. Bề rộng của lối đi này ước tính khoảng 15 mét, được chia thành 3 lối đi nhỏ hơn chạy song song bởi hai hàng cây vạn tuế trồng trong những ô hình chữ nhật với tổng số 21 ô cây cho mỗi bên. Những cây vạn tuế chính là tượng trưng cho sự trường tồn, hưng thịnh. Bên cạnh là những lá cờ thần hay cờ đại vương màu ngũ sắc với phần trung tâm là chữ Nhà Trần theo tiếng Hán xưa. Vốn tổ tiên nhà Trần xuất thân nghề trải lưới, nhưng cũng từ lúc Trần Hấp đưa gia đình sang đất Thái Đường để sinh sống, gia tộc họ Trần dần trở nên khấm khá, trở thành tầng lớp trên của xã hội bấy giờ, kẻ ở người làm đông đến vài trăm. Đến đời Trần Lý, con Trần Hấp, tức ông nội vua Trần Thái Tông, họ Trần đã trở thành một cự tộc có thế lực khắp vùng Hải Ấp, tức những làng ấp khắp vùng ven biển Thái Bình. Đến năm 1209, triều Lý có biến loạn, Thái tử Lý Sảm, sau là vua Lý Huệ Tông, chạy về Hải Ấp, được gia đình Trần Lý giúp đỡ. Sau Lý Sảm kết duyên cùng Trần Thị Dung, con gái Trần Lý, họ Trần đã tập hợp hương binh giúp nhà Lý dẹp loạn. Năm 1211, Thái tử Lý Sảm lên ngôi, đón Trần Thị Dung về cung lập làm nguyên phi, rồi phong hoàng hậu vào tháng 12 năm Bính Tý 1216. Anh cả của hoàng hậu là Trần Thừa được phong làm nội thị phán thủ. Vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung sinh được hai công chúa là Lý Thuận Thiên và Lý Chiêu Thánh. Lý Thuận Thiên sau lấy Trần Liễu, còn Lý Chiêu Thánh tức Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh. Trong đó Trần Liễu và Trần Cảnh là hai anh em ruột con Trần Thừa, anh cả của hoàng hậu Trần Thị Dung, vợ vua Lý Huệ Tông. Cho đến khi Lý Chiêu Hoàng được vua Lý Huệ Tông truyền ngôi và sau Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225, thì nghiệp đế vương của nhà Trần chính thức được bắt đầu từ đây, với việc vua đổi niên hiệu thành Kiến Trung, phong chú mình là Trần Thủ Độ, người đã giúp sắp xếp cuộc chuyển ngôi từ nhà Lý sang nhà Trần làm Thái sư thống quốc, hành quân vụ chính sự. Trong khoảng 175 năm tồn tại, triều Trần đã lãnh đạo quân dân Đại Việt lập nên nhiều chiến công hiển hách, 3 lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông hung hãn bậc nhất thời đó.
Trong cả ba cuộc kháng chiến đó, sau thành Thăng Long, mảnh đất Long Hưng, Ngự Thiên đều là nơi nhà Trần chọn làm hậu cứ để xuất nhập thần kỳ. Lịch sử Việt Nam ghi nhận, vương triều Trần đã sản sinh ra các vị vua anh minh tuấn kiệt như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và rất nhiều tướng soái tài ba, nhân vật kiệt xuất như Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, Trần Hưng Đạo. Cũng tại đây chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại gắn liền với vương triều Trần như đại lễ bái yết tổ tiên và ăn mừng chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3 ngày 17 tháng 3 năm 1288. Mùa hạ năm 1312, vua Trần Minh Tông đi tuần thú biên giới phía Nam về, cũng làm lễ báo tiệp tại lăng các tiên đế ở Thái Đường Phủ Long Hưng. Tháng 11 năm 1390, với chiến thắng của Trần Khát Chân tại cửa Hải Thị, Ngự Thiên, giết được vua Chiêm là Chế Bồng Nga, vua Trần Thuận Tông cũng về Long Hưng bái yết để dâng công chiến thắng lên tổ tiên. Một bông súng trắng nhỏ xinh đang khoe mình trong nắng vàng khi vươn lên từ mặt nước nơi nó sống. Súng trắng mang vẻ tinh khôi, dịu dàng, thuần khiết, tượng trưng cho nét đẹp của hai chữ nghĩa tình. Một cách bài trí phong thủy tinh tế ngay cạnh lối vào bên trái khu vực đền thờ các vua Trần. Bên phải cũng là một chậu sen trồng đan với những cây bách thủy tiên đang nở hoa trắng. Loài hoa mang nghĩa khơi thông dòng năng lượng tích cực, mang lại vượng khí. Trong phút chốc, du khách có thể cảm nhận sự thư thái, thanh tịnh khi đến với nơi đây. Tôi đang tiếp tục tiến vào phía trong khu vực đền thờ các vua Trần với một lối đi từ cổng bên phải cạnh tòa bái đường. Hai bên là hai hàng ruối được tạo dáng thành hai mảng tường xanh tự nhiên. Một mặt sân rộng phía trước tòa đệ nhị, nơi thờ các vị vua, còn phía phải là tòa hữu vu, nơi du khách có thể nghỉ chân, sắp xếp lễ vật trước khi vào bái lễ, tỏ lòng thành kính với các vua Trần. Phía trên phần mái tòa hữu vu là một số hình ảnh lưu niệm về các nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong các lần về thăm, dự khai mạc lễ hội đền thờ các vua Trần. Còn đây là bức lưu niệm về lễ công bố bằng chứng nhận lễ hội đền Trần Thái Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014. Từ tòa hữu vu trích sang phải phía trước mặt sân là tòa đệ nhị, nơi thờ các vị vua. Bốn con rồng đá trấn ngự trên ba bậc thềm phía trước bốn ô cửa lối vào đền vua. Tôi đang tiến đến một trong hai ô cửa nằm ở phần chính giữa của ngôi đền. Bước qua ô cửa gỗ vào phía trong của tòa đệ nhị. Chính giữa là ban thờ thánh tượng vua Trần Thái Tông tức Trần Cảnh. Ông sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218 triều Lý. Quê gốc ở Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là đời vua đầu tiên của triều Trần, là con trưởng của Trần Thừa, được Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi năm Ất Dậu 1225. Trong 33 năm trị vì, vua Trần Thái Tông đã đặt ba niên hiệu là Kiến Trung, Thiên Ứng Chính Bình và Nguyên Phong, đã ban hành và thực thi nhiều chính sách mở mang kinh tế, phát triển văn hóa giáo dục, củng cố quốc phòng, xây dựng nước Đại Việt hùng mạnh. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Cũng trong năm đó, ông nhường ngôi cho con là Thái tử Trần Hoàng để lui về làm Thái Thượng Hoàng cho đến ngày mất, ngày 1 tháng 4 âm lịch năm 1277, thọ 59 tuổi. Bên trái thờ thánh tượng vua Trần Thánh Tông tức Trần Hoàng. Ông là đời vua thứ hai triều Trần, là con trưởng vua Trần Thái Tông, sinh ngày 25 tháng 9 năm Canh Tý 1240, quê gốc tại Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Thái tử Trần Hoàng, Trần Thánh Tông cùng phụ vương đã không ngần ngại xông pha trận mạc để đánh bại quân Nguyên Mông hung hãn khi chúng xâm lăng Đại Việt.
Ông được kế vị vào ngày 24 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1258 và đặt niên hiệu là Thiệu Long thứ nhất, xưng hiệu là Nhân Hoàng. Triều đình dâng tôn hiệu Kiến Thiên Thế Đạo Đại Minh Quang Hiển Hoàng đế. Lên ngôi năm 19 tuổi, trong buổi đầu các công việc vẫn do Thượng Hoàng quyết định. Từ năm 1262, khi Thượng Hoàng lui về Phủ Thiên Trường, Thánh Tông mới thực sự nắm quyền chính. Trong 21 năm trị vì, ông có nhiều đóng góp trong xây dựng và bảo vệ đất nước, biết sử dụng nhân tài, biết chăm lo việc triều chính của quốc gia Đại Việt và là một vị vua nhân từ. Năm Giáp Thân 1284, ông nhường ngôi cho Nhân Tông và lui về làm Thượng Hoàng cho đến ngày mất, ngày 25 tháng 5 năm Canh Dần 1290, thọ 51 tuổi. Bên phải thờ thánh tượng vua Trần Nhân Tông tức Trần Khâm, là con trưởng của vua Thánh Tông và là đời vua thứ ba của triều Trần. Ông sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258 tại kinh thành Thăng Long, được lập làm thái tử tháng 12 năm Giáp Tuất. Ngày 22 tháng 10 năm Mậu Dần 1278, ông được truyền ngôi lấy hiệu là Nhân Tông. Trong 15 năm trị vì, vua đã đặt hai niên hiệu là Thiệu Bảo và Trùng Hưng. Ông là vị vua anh minh, đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế và ổn định chính trị xã hội của Đại Việt, đồng thời xây dựng quan hệ tích cực với nước láng giềng phía Nam là Chiêm Thành. Năm 1285, Hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt đã huy động một lực lượng lớn, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là 50 vạn người, tấn công Đại Việt. Nhân Tông đã cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông tổ chức hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng bàn kế đánh giặc. Sau đó, dưới sự chỉ huy của vua Nhân Tông, Thượng Hoàng Thánh Tông và quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, người Việt đã đánh bật quân Nguyên Mông khỏi đất nước. Năm 1293, Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông và lui về làm Thái Thượng Hoàng 6 năm. Cho đến năm 1299 thì đi tu, trở thành thủy tổ của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và mất ngày 3 tháng 11 năm Mậu Thân 1308 tại Am Ngoạ Vân, núi Yên Tử. Thọ 50 tuổi, xá lỵ của ông được gửi gắm ở ba nơi, ba đỉnh tam giác địa chính trị quân sự dưới triều đại nhà Trần, đó là Thái Đường, Long Hưng Thái Bình, tức Mặc Nam Định và Yên Tử, Quảng Ninh. Từ tòa đệ nhị nối ra phần phía sau là tòa hậu cung, nơi uy nghiêm được dành để thờ các vị thủy tổ của nhà Trần. Phía trong tòa hậu cung, ở trên cùng chính giữa là bài vị thờ thủy tổ Trần Kinh, cụ tổ đầu tiên của nhà Trần. Bên trái thấp hơn là bài vị thờ Ninh tổ Trần Hấp, con trai của cụ Trần Kinh. Bên phải là bài vị thờ Nguyên tổ Trần Lý, con trai trưởng của cụ Trần Hấp. Phía dưới chính giữa là nơi thờ Thái tổ Trần Thừa, con trai trưởng của cụ Trần Lý, cũng là cha của Trần Cảnh, vị vua đầu triều nhà Trần. Một gian thờ bên phải cạnh gian thờ chính giữa là nơi thờ Thái sư Trần Thủ Độ, người gọi Trần Thừa bằng anh họ tính từ đời cụ thủy tổ Trần Kinh, dù cho đến nay lịch sử vẫn còn thiếu những ghi nhận đích xác về thân phụ của vị thái sư này. Ông chính là người đã giúp sắp xếp cuộc chuyển ngôi từ nữ vương Lý Chiêu Hoàng, con gái vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung, sang cho chồng mình là Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, một cuộc chuyển ngôi trong êm thấm mà không hề xảy ra họa binh đao. Bên trái cạnh gian thờ chính giữa là gian thờ linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung, người con gái họ Trần, hoàng hậu vợ vua Lý Huệ Tông, cũng là em gái Trần Thừa hay cô ruột Trần Cảnh, Trần Thái Tông, vị vua đầu triều Trần. Đối với lịch sử vận mệnh đất nước, cả Thái sư Trần Thủ Độ và linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung đều được nhìn nhận là hai con người kiệt xuất, giúp nhà Trần bén duyên với nghiệp đế vương. Và cũng chính từ cuộc chuyển ngôi từ nhà Lý sang nhà Trần này
mà quân dân Đại Việt có đủ sức mạnh để ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông hung hãn, đế quốc lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Bước ra phía ngoài của tòa đệ nhị, các bạn đang quan sát thấy là mặt phía sau của tòa bái đường. Còn đây là tòa tạ vu, là nơi để tiếp khách và đặt kiệu trong các dịp lễ. Hai bên tả và hữu của hai ô cửa ở mặt trước tòa đệ nhị, các bạn có thể quan sát thấy bộ bát bửu hay bộ tám binh khí gỗ mà trong tín ngưỡng thờ tự từ xưa đến nay vẫn được coi là bộ đồ thờ quý. Các binh khí này được cắm theo chiều thẳng đứng trên giá gỗ được sơn son, làm đồ nghi trượng tăng vẻ uy nghiêm, trang trọng nơi đền vua. Đến khi có lễ rước thì người trong làng mỗi người cầm một vật đi trước kiệu vua để mở đường. Đi kèm với tám binh khí gỗ là hai biển gỗ ghi chữ Hán. Một là Tĩnh Túc, nghĩa là yên lặng, cung kính. Một là Hồi Tị, nghĩa là tránh xa để mở đường. Chính giữa mặt trước trên thềm tòa đệ nhị cũng là một ban thờ rất trang trọng với một ngai vua ở giữa. Hai bên ngai vua, một bên tả là ban của quan văn, một bên hữu là ban của quan võ dưới triều Trần. Một lư hương lớn, nơi tôi đã thắp hương bái lễ trước một triều đại hết sức vẻ vang của dân tộc Việt, triều Trần. Tôi đang tiến lại gần hơn tòa bái đường từ mặt sau. Một giá đỡ mặt trống đồng tượng trưng cho tiếng trống điểm canh, cũng là tiếng trống xuất trận hào hùng của quân dân nhà Trần trong các cuộc chiến chống quân xâm lược, khiến cho chúng bao phen chùn chân, nhụt khí. Hai chậu lan lớn hai bên thềm tòa bái đường đang trổ hoa vàng rực rỡ cùng với tiếng chim hót thánh thót đâu đây. Phía trong tòa bái đường, chính giữa là gian thờ nơi đặt kiệu vua được sơn son thép vàng, bên trong thờ ngai và bài vị vua Trần Thái Tông. Gian thờ bên trái là ngai và bài vị vua Trần Thánh Tông, còn gian thờ bên phải là ngai và bài vị vua Trần Nhân Tông. Cạnh đó phía trước là bức phù điêu rồng vàng khổ lớn, tượng trưng cho sức mạnh vô song, cũng là đại diện cho vương quyền, đỉnh cao của sự uy nghiêm, tôn kính. Cũng từ đây, ngước mắt lên phần mái chạy sang phải của tòa bái đường, bạn sẽ bắt gặp bức phù điêu 5 con kỳ lân với 5 màu đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, loài linh thú biểu trưng cho sự thông thái, điềm lành, lòng nhân từ. Và trong tín ngưỡng thờ tự từ xưa đến nay, kỳ lân còn là loài báo hiệu cho sự xuất hiện của những vị quân vương anh minh mà triều Trần là một trong những triều đại như thế. Phía ngoài mặt trước tòa bái đường, nắng đang làm sáng lên màu đỏ áo của bộ lư hương và cặp đèn thờ lớn đúc từ đồng đỏ nguyên khối, đặt đối diện với phần cổng tứ trụ từ ngoài vào, làm tôn lên vẻ uy nghiêm tĩnh tại trước nơi thờ các vị vua. Trong không gian tĩnh lặng đó, bạn có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân tôi hòa trong tiếng chim hót líu lo đâu đó trên những cành cây xung quanh. Đó là khi tôi đang lại gần phần hồ nước ở hai bên phải và trái của mặt sân trước. Trong lối kiến trúc theo phong thủy của khu đền thờ ở đây nói riêng và trong các đình chùa miếu mạo xưa nói chung, thì ngay ở phía trước hay hai bên lối vào luôn có phần diện tích chứa nước là hồ, ao hay giếng. Đó là phần tượng trưng cho sự giao hòa của trời và đất, sự cân bằng của âm dương, mang lại sự tươi mới, hài hòa cho cảnh vật xung quanh. Bên cạnh đó, hai hồ nước hai bên lối vào đền vua còn hàm nghĩa tượng trưng cho hai mắt rồng mà phần thân là trục thẳng thần đạo ở giữa, dẫn từ cổng tứ trụ ra phía sau của tòa hậu cung.